Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết. Ngoài làn da thì mái tóc là mối quan tâm hàng đầu của chị em phụ nữ. Sẽ có khá nhiều chị em phải lo lắng khi mái tóc của mình không đẹp và lại bị khô sơ, kém suôn mượt. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có được một mái tóc bóng mượt, nè, chắc khỏe để đón Tết? Tất cả những băn khoăn này sẽ được bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vi Anh, khoa da liễu thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM giải đáp. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Cái độ ẩm của sợi tóc thì sợi tóc của chúng ta nó không có tự tạo nên cái độ ẩm của sợi tóc được, mà tất cả là nó đều từ cái phần da đầu. Da đầu nó sẽ tiết nhờn. Vì vậy, việc đầu tiên của chúng ta là làm sao để giữ cho cái da đầu của chúng ta sạch và thông thoáng. Và chúng ta cái số thời gian mà chúng ta gội đầu cũng như là cái số lần gội đầu trong tuần nó sẽ phụ thuộc vào cái da đầu của chúng ta là da đầu nhờn nhiều hay là cái da đầu khô. Đó, chúng ta sẽ phải có cái số lần gội đầu phù hợp với cái sản phẩm gội đầu phù hợp. Và kế tiếp là chúng ta nên để tóc khô tự nhiên và hạn chế sấy tóc với cái nhiệt độ quá cao. Nếu mà chúng ta cần là tạo kiểu tóc liền, cần là tóc chúng ta khô liền để mà nhanh trở về những cái sinh hoạt bình thường, thì chúng ta có thể sấy tóc tuy nhiên là với cái nhiệt độ thấp vừa phải. Thứ hai là chúng ta nên sử dụng các cái loại mà tạo kiểu cũng như là các cái loại dưỡng rất là dịu nhẹ, không có làm bết và bít tắc các cái ở cái vùng da đầu. Ngoài ra thì các cái hóa chất mà có chứa cồn là chúng ta cũng không nên sử dụng. Còn nữa là chúng ta nên sử dụng cái loại dầu xả cũng như là cái dạng dưỡng ẩm cho cái sợi tóc ở cái khu vực ở đuôi tóc để tránh cái hiện tượng là sơ, gãy, rối. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là massage cái da đầu với các cái loại dầu dừa hay là các cái dầu jojoba để mà làm tăng cái lưu thông máu ở các cái vùng da đầu để làm tăng cái sự nuôi dưỡng cho cái sợi tóc của chúng ta. Cái số lần gội đầu cũng như là cái thời gian mà chúng ta gội đầu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất của cái da đầu cũng như là tính chất của sợi tóc của mỗi người. Nếu như cái da đầu của chúng ta mà nó là cái da đầu đổ nhờn nhiều thì mặc dù là cái tóc đó nó dài và chúng ta ngại gội hàng ngày, tuy nhiên là chúng ta vẫn phải có cái số lần gội đầu phù hợp để giữ cho cái da đầu sạch và thông thoáng. Nếu chúng ta một tuần chúng ta chỉ gội có 1-2 lần thôi thì cái việc đó nó sẽ làm cho da đầu chúng ta dễ bít tắc và làm dễ bám nhiều bụi bẩn và tăng cái sự oxy hóa sợi tóc và làm cho cái tóc chúng ta sẽ dễ gãy rụng hơn. Nếu như tóc chúng ta dài, chúng ta dày nhưng mà cái da đầu của chúng ta không đổ nhờn nhiều thì chúng ta vẫn có thể gội với cái số lần là 2-3 lần một tuần nó phù hợp, miễn là nó làm đủ, vừa đủ để làm thông thoáng và làm sạch cái da đầu là được.